Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2021 từ Houston, Texas. Thưa quý vị, trước khi tôi đi lên trên siêu du thuyền đi chơi với ông Nam Sơn khoảng 8 ngày, thì khi ấy có một số người hỏi tôi là có phải nước Mỹ là quốc gia nợ nhiều nhất trên thế giới phải không? Và nước Mỹ nợ Việt Nam là khoảng 30 mấy tỷ Mỹ Kim đúng không anh Hùng? Vậy là Việt Nam là chủ nợ của nước Mỹ đúng không anh Hùng? Tôi có nhắn lại là tôi nói rằng là đúng như vậy, nhưng nó không có đơn giản như vậy. Đợi có dịp nào tôi sẽ làm về cái gọi là macroeconomic và microeconomic, về vấn đề nợ lẫn nhau như thế nào. Hôm nay tôi xin giữ lời hứa chuyện đó. Thưa quý vị, trên thế giới nay không còn như xưa là chỉ là cái hệ thống là tiền bạc mà thôi, mà nó còn là hệ thống tiền ảo, hệ thống đủ thứ hết. Ngay cả cái vấn đề mà gọi là danh dự, uy tín cũng là tài chánh luôn. Nên nó còn là một cái sự đan kẽ lẫn nhau, không có đơn giản giống như là quý vị hiểu rằng đó là microeconomic. Microeconomic tức là kinh tế vi mô. Kinh tế vi mô là thí dụ như là mình buôn bán gia đình, rồi mà tôi lấy tiền tôi đổi tôi bán hàng ngày, đó gọi là kinh tế vi mô. Kinh tế vi mô nó đưa ra đến cái vấn đề tiền, nó gọi là cash flow, là tiền mà gọi là có thể chuyển hóa được ngay. Nhưng mà trên phương diện quốc gia, thưa quý vị, thì họ lại tính thêm cái gọi là kinh tế vĩ mô, là macro. Macro là những cái gì có uy tín của quốc gia. Macro là cái gì mà có thể là sách lược. Người ta tin vào sự phát triển của một chính phủ hay là của một quốc gia, thì đó được gọi là macroeconomic. Và khi mà người ta tính toán là cho mình vay, là không những là người ta tính trên cái phương diện là vi mô, nhưng mà đa số là người ta tính trên cái phương diện vĩ mô, là sự phát triển của một quốc gia. Nên là quốc gia nào thời đại này cũng đều có nợ hết. Nợ kiểu này, nợ kiểu khác, nợ lẫn nhau. Nên là người bạn hỏi tôi là nước Mỹ nợ nhiều lắm đúng không anh Hùng? Thì đúng. Nước Mỹ là quốc gia nợ nhiều nhất trên thế giới. Và nước Mỹ cũng lại là quốc gia phát triển mạnh nhất trên thế giới bây giờ. Nên cái sự nợ của nước Mỹ có thể giải quyết được. Họ tính trên macro. Và nếu mà tính như vậy đó, thì Việt Nam cũng là một trong những quốc gia nợ rất nhiều. Tôi sẽ nói vấn đề của Việt Nam. Tôi sẽ nói vấn đề của Việt Nam nợ bao nhiêu. Thưa quý vị, nước Mỹ năm nay đó, mức nợ của nước Mỹ lên tới là 28.654 tỷ Mỹ Kim. Tức là 28.654 billion dollars. Và tiền nợ đó. Nợ của nước Mỹ là nhiều nhất trên thế giới. 28.000, chứ phải là 28 tỷ đâu thưa quý vị, 28.000 tỷ, 28.654 tỷ Mỹ Kim. Và năm ngoái nước Mỹ trả tiền lời thôi thưa quý vị, tiền lời đó, tức là interest, tiền lời đó, là nước Mỹ phải trả là 650 tỷ Mỹ Kim. Tiền lời là trả 650 tỷ Mỹ Kim, trả tiền lời không thôi. Về lịch sử của nước Mỹ, cái thời gian đầu tiên mà nước Mỹ, chính phủ liên bang bắt đầu nợ đó, là có lẽ là năm 1910. Khi ấy để mà chuẩn bị cho sự gia nhập vào đệ nhị thế chiến, bởi gì đó, thì nước Mỹ bắt đầu vay nợ. Thì Mỹ vay nợ lúc đó được tính là trên cái tổng sản lượng quốc gia. Họ dự trù là mình nợ đâu khoảng chừng từ 1 cho đến 10% tổng sản lượng quốc gia.
thì là không có sao. Vì hồi đó nước Mỹ còn đặt nặng về trên phương diện về microeconomic. Nên tổng sản lượng quốc gia thì hồi đó Mỹ vay nợ, quý vị biết không, đó là được tổng cộng là 2 tỷ 500 triệu Mỹ Kim. Lúc đó chiếm khoảng chừng 8% ngân sách, tức là 8% tổng sản lượng quốc gia. Thì Mỹ lúc đó cũng đã rung lắm rồi. Hồi đó, cách đây 110 năm, bắt đầu vay nợ đó. Vay nợ lẫn nhau, họ sẽ nói là có vay nợ giữa chính phủ với nhau nữa, giữa tiểu bang này với tiểu bang khác, chính phủ vay nợ các tiểu bang cũng có. Và hồi đó là 2 tỷ 500 triệu Mỹ Kim năm 1910. Nhưng rồi đó, thời gian từ đó tới nay á, cái số tiền nợ nó mỗi một ngày nó một gia tăng. Vì họ không còn tính theo cái tổng sản lượng quốc gia nữa mà thôi, họ tính theo như tôi nói vừa rồi là macroeconomic, cái hướng đi của đất nước. Nên là họ vay nợ để bảo vệ quốc phòng, để phát triển vân vân. Và đó, có lẽ là cái thời điểm mà vay nợ nhiều nhất là bắt đầu từ năm 2000. Con số nó gia tăng lên từ cái con số là mấy trăm tỷ thôi, lúc đầu là 2 tỷ rưỡi năm 1910. Nhưng rồi nó tới năm 2000 là khoảng chừng là 600 tỷ Mỹ Kim. Rồi năm 2001 nó lên tới hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim, là bắt đầu con số nó cứ nhảy vọt lên từ từ. Cái con số mà trên biểu đồ quý vị thấy từ năm 2001 này, từ hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim lên tới 2.000 tỷ, 3.000 tỷ, 4.000 tỷ, rồi thời kỳ của ông Barack Obama người ta cho là kinh hoàng lắm, là 8.000 tỷ, 9.000 tỷ. Nhưng rồi đến phiên thời kỳ của cựu tổng thống Donald Trump, nó cũng lên, nó nhảy lên vun vút, nó vượt lên tới là 22-23.000 tỷ. Và bây giờ đó là dưới thời của tổng thống Joe Biden là lên, tôi vừa mới nói con số là 28.654 tỷ tiền vay mượn. 28.654 tỷ tiền vay mượn. Và trả tiền lời năm ngoái là 650 tỷ Mỹ Kim. Như vậy đó là cái tiền nợ của nước Mỹ năm nay á, là nếu mà nói rằng tính theo tổng sản lượng quốc gia đó, thì nợ lên tới 130%. Tức là một năm Mỹ á, tổng sản lượng quốc gia khoảng chừng 26.000 tỷ. Thì Mỹ đã vượt qua cái tiền vay, vượt qua xài trước, xài cả một năm trước. Đó là mình làm, chưa làm mà đã xài trước rồi. Nợ tiền credit, nợ cái debt, nợ tiền credit card đó, gần giống như nợ trước cả năm trời. Đó là tình hình của nước Mỹ. Tiền nợ lên tới là 130% tổng sản lượng quốc gia của Mỹ bây giờ. Và hiện nay đó thì tổng thống Joe Biden lại đang muốn là chi thêm khoảng chừng 3.500 tỷ nữa cho vấn đề hạ tầng cơ sở và xã hội, an sinh xã hội. Nên dự trù tiền nợ của nước Mỹ sẽ lên tới là khoảng chừng 32.000 tỷ Mỹ Kim trong những năm tới. Càng lúc nó càng gia tăng chứ nó không có tụt xuống nữa. Nước Mỹ nợ rất là nhiều, nợ nhiều nhất trên thế giới là vì như thế. Nhưng mà các quốc gia lại thích cho nước Mỹ vay. Vì sao? Vì là nền kinh tế của nước Mỹ vẫn là nền kinh tế số 1 của thế giới. Và hướng đi của nước Mỹ vẫn là đầu tàu của thế giới. Và nước Mỹ trả tiền lời rất là đàng hoàng. Như tôi nói là năm ngoái là trả tiền lời là 650 tỷ Mỹ Kim. Thì các quốc gia họ thích cho nước Mỹ vay. Mình là chủ nợ cho một người mà con nợ đó là có khả năng để trả, mà trả từng lời nữa, thì ai cũng thích cho vay hết. Bởi vậy đó là nước Mỹ vay nhiều nước. Thì bây giờ tôi xin nói là nước Mỹ có hai loại nợ.
có hai loại nợ thôi quý vị. Cái loại nợ thứ nhất á, nó chiếm khoảng chừng có 7.000 mấy trăm tỷ thôi. Nó thuộc về cái nợ của an sinh của vấn đề của nước Mỹ, nó gọi là nợ tiền hưu bổng của những người quân nhân Mỹ là hơn 1.000 tỷ Mỹ kim, nợ của các tiểu bang vân vân, và cộng lại thì mới có hơn 7.000 tỷ Mỹ kim thôi, hơn là 7.000 tỷ. Còn cái nợ thứ hai nó gọi là cái public debt, tức là nợ công chúng. Nợ công chúng đây là nợ luôn cả công chúng và nợ luôn các chính phủ. Nó lên tới 21.000 tỷ Mỹ kim. 21.000 tỷ Mỹ Kim thì nợ ai nhiều nhất thưa quý vị? Nợ của các chính phủ đó, nợ của các chính phủ luôn, là nợ nước Nhật, nước Trung Quốc hay là gì đó, nợ luôn cả Việt Nam mà nói đấy, thì mới cộng lại khoảng chừng có 7.000 tỷ rưỡi thôi, 7.500 tỷ, tức là mới được cái khoảng 1/4 cái tiền nợ thôi. Còn lại nợ là nợ hơn 10.000 mấy ngàn tỷ đó, thì nợ là nợ thứ nhất là nợ Federal Reserve. À, cho nên quý vị thấy mà mỗi lần mà Federal Reserve đó, tăng tiền lời hay giảm tiền lời cái gì đó rất quan trọng là chỗ đó. Nợ Federal Reserve là nợ nhiều nhất, nguyên nợ Federal Reserve là hơn tới 10.000 mấy trăm tỷ rồi, xuất sắc 11.000 tỷ. Thì bây giờ trở lại cái tiền nợ của các chính phủ đó, thì nước Mỹ nợ nhiều nhất là đối với nước Nhật. Nước Mỹ nợ nước Nhật 1.280 tỷ Mỹ kim. 1.280 tỷ Mỹ kim là nợ nước Nhật nhiều nhất. Nợ thứ hai là nợ nước Trung Quốc. Nợ Trung Quốc là lên tới 1.010 tỷ Mỹ kim. Đó là nợ lớn số thứ hai. Nợ lớn thứ ba là nợ nước Anh, là khoảng chừng 600 mấy chục tỷ Mỹ kim. Rồi nợ nước Brazil, rồi nước Pháp vân vân. Nợ Taiwan, Đài Loan là khoảng chừng 200 mấy chục tỷ Mỹ kim. 10 chủ nợ đầu tiên thưa quý vị là chiếm tới là coi như là hầu hết rồi, là 55%, 50 là 60% cái tiền nợ 7.000 tỷ đó. Còn lại khoảng chừng 1.700 tỷ đó là nợ các quốc gia nhỏ, trong đó có Việt Nam. Nước Mỹ nợ Việt Nam khoảng chừng 30 mấy tỷ Mỹ kim. Và vẫn trả tiền lời. Việt Nam để đó không phải là sách về thưa quý vị, đó là những cái bond của chính phủ nữa. Và nó bảo đảm được tương lai cho Việt Nam. Nên là các bạn hỏi tôi là Việt Nam làm chủ nợ của nước Mỹ đúng hay không, thì tôi trả lời đúng. Nhưng con số nó không phải nhiều như các bạn tưởng đâu. Có 32, 33 tỷ trên tới 28.650 mấy tỷ Mỹ kim, thì con số đó nó rất là nhỏ, nhưng mà nó vẫn là một cái sự tương tác giữa nước Mỹ và Việt Nam. Mỹ nợ không phải chỉ có riêng Việt Nam, mà nợ suýt soát khoảng chừng 100 quốc gia, trong đó 10 quốc gia đầu là chiếm nhiều nhất là Nhật, Trung Quốc, Anh, Brazil, các quốc đảo Cayman, Taiwan, Úc, Pháp, vân vân. Còn Việt Nam thì cũng có, nhưng con số đó còn rất nhỏ, mới 30 mấy tỷ Mỹ kim thôi. Vậy thì các bạn có quyền vui mừng, nhưng mà cũng đừng quá lạc quan tếu. Tôi có trả lời từ trước với các bạn của tôi như vậy, là các bạn có quyền vui mừng, nhưng không phải lạc quan tếu. Vì cái số tiền mà Việt Nam cho vay mượn nó không là gì hết. Trong khi đó Việt Nam cũng có nợ, nợ World Bank, nợ IMF, nợ cái này cái nọ. Thì Việt Nam nợ bao nhiêu? Thưa quý vị, trước kia thì Việt Nam nợ ít, nhưng bây giờ Việt Nam nợ cũng khá nhiều rồi. Năm nay dự trù từ đây tới cuối năm 2021, tính trên phương diện macroeconomic,
thì Việt Nam nợ lên tới khoảng chừng 130 tỷ Mỹ Kim đối với các quốc gia và với các ngân hàng thế giới và với IMF. 130 tỷ Mỹ Kim thưa quý vị, chứ không phải là triệu đâu nha, 130 tỷ Mỹ Kim. Tức là bình quân đầu người của Việt Nam bây giờ đó, chia đều ra 100 triệu dân đó, thì mỗi một người dân nợ 13.000 đô la. Chia đều ra thì mỗi một người dân Việt Nam nợ 13.000 đô la. Chứ không phải rẻ đâu. Nhưng mà cái số tiền đó, như thưa quý vị, tôi nói rằng nó không phải là một cái gì mà kinh hoàng, vì đó là Việt Nam có đủ khả năng để trả trong tương lai. Người ta tính trên tổng sản lượng quốc gia. Cái hướng đi của Việt Nam là hướng đi đúng, cho nên nó được các cường quốc và luôn cả IMF là World Bank này, họ cho vay. Họ vay là họ tính rằng là Việt Nam có phát triển được không. Nó tính trên macroeconomic chứ không phải là trên microeconomic, hai cái khác nhau. Chưa nói rằng là Việt Nam còn có thể còn đang cho Mỹ vay 30 mấy tỷ nha. Và Việt Nam còn có dự trữ 90 mấy tỷ. Nếu mà tính ra là Việt Nam gom lại thì Việt Nam trả hết nợ rồi. Đúng không? Như vậy nếu nói rằng là Việt Nam nợ mỗi đầu người 13.000 đô la. Nhưng mà chính phủ nếu gom lại thì cũng đủ khả năng để trả hết 13.000 đô la đó. Nên là quý khán thính giả đừng có lo quá như vậy. Cuối năm nay dự trù của các con số của World Bank là Việt Nam sẽ nợ tổng cộng là lên tới là 130 tỷ cho đến 140 tỷ Mỹ Kim cuối năm nay. Nhưng năm tới đó thì Việt Nam chỉ còn nợ khoảng chừng 110 tỷ thôi. Năm tới đó, năm 2022 đó, thì Việt Nam xuống còn nợ khoảng chừng 110 tỷ. Như vậy đó là Việt Nam có nợ, nhưng mà cái phần nợ của Việt Nam trên tổng sản lượng quốc gia đó thì Việt Nam chiếm chưa tới 33%. Trong khi đó Mỹ nợ đó, tổng sản lượng quốc gia đã vượt lên tới 130%. Và Mỹ là giàu rằng là cái nền kinh tế mạnh nhất thế giới, nhưng mà nợ tới cái mức độ và là phải nói là chúa chổm. 130%, 28.654 tỷ Mỹ Kim. Khiếp khủng vậy đó. Việt Nam nợ nếu mà so với Mỹ thì Mỹ là đông gấp 3 phẩy mấy, tức là dân số là Mỹ 300 mấy chục triệu, Việt Nam gần 100 triệu. Mỹ hơn Việt Nam khoảng 3 phẩy mấy. Nhưng mà về cái số nợ thì Mỹ hơn Việt Nam thì tới là gấp là 20 mấy phần trăm, 20 mấy phần trăm lận, rất là kinh khủng. Nên là bạn hỏi tôi đó là Mỹ nợ nhiều nhất phải không? Đúng, Mỹ nợ Việt Nam có hay không? Có, nhưng mà con số đó nó không có bao nhiêu hết đâu, đừng có tưởng là nó kinh hoàng. Việt Nam có nợ hay không? Có, nhưng mà Việt Nam có đủ khả năng trả giống như những khả năng các quốc gia khác hay không? Thưa quý vị, Việt Nam có uy tín, trả đủ, trả được. Nó giống như Mỹ vẫn có đang có uy tín là có credit cho vay, xài đi. Việt Nam họ còn đang muốn cho Việt Nam vay bây giờ thôi quý vị. Nhiều nước, nhiều quốc gia, nhiều cơ cấu, nhiều ngân hàng, họ thấy Việt Nam có khả năng phát triển thì họ sẵn sàng cho vay. Nhưng mà mỗi lần vay cũng phải có sự tính toán kỹ lưỡng chứ không phải là tính khơi khơi được nhé. Và đó là mỗi lần ấy như vậy thì cái vai trò thống đốc ngân hàng rất quan trọng. Bây giờ cái vai trò thống đốc ngân hàng của Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hồng á, rất là quan trọng để cho cái sự tính toán đó nó như thế nào. Vậy thì tôi làm chương trình liên quan đến vấn đề tiền nợ của Mỹ. Nợ có hai loại, và Mỹ nợ bao nhiêu, Mỹ trả tiền lời bao nhiêu thì tôi đã nói rõ. Và Mỹ có nợ Việt Nam hay không tôi cũng nói rõ. Việt Nam có nợ thế giới hay không? Có. Việt Nam có nợ ngược lại Mỹ hay không? Cũng có. Tại vì nước Mỹ đó lại là làm chủ nhiều cái cơ cấu trên thế giới. Nó là một sự đan kẽ lẫn nhau. Nên các bạn có quyền vui mừng khi nước Mỹ nợ Việt Nam, nhưng mà cũng đừng lạc quan tếu. Khi mình hiểu được cái tổng quan về microeconomic và macroeconomic như thế nào. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi với tôi.
về chuyện này và góc nhìn của tôi. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.